Xin chào các bậc cha mẹ. Bạn có đang ngồi kè kè cạnh con để học cùng hay không? Và bạn có đang thêm một cái công việc vào buổi tối, đấy là ngồi cùng con học bài. Hay mình nói một cách khác, gọi là nói sang mồm, thì đấy chính là đồng hành cùng con mỗi một buổi tối. Sự thật là những đứa trẻ có thật sự cần bố, cần mẹ ngồi kè kè học cùng con hay không? Và nếu như bạn đang ngồi kè kè học cùng con thì điều đấy có thực sự tốt cho con của bạn hay không? Khi con bạn mầm non thì hầu như bạn được giải phóng mình. Nhưng khi con bạn bắt đầu bước vào lớp 1, thậm chí là bắt đầu học chữ, thì bạn bắt đầu cảm thấy bận mọn hơn, bạn bắt đầu cảm thấy căng thẳng hơn, bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hơn, và bạn bắt đầu cảm thấy áp lực hơn rất nhiều khi mà bạn ra sức ngồi kè kè học cùng con. Bạn có biết, chính cái việc mình ngồi kè kè học cùng con như vậy đã làm cho cái đứa trẻ của bạn không chủ động, làm cho cái đứa trẻ của bạn mất đi sự sáng tạo, làm cho cái đứa trẻ của bạn ỷ lại, con của bạn ỷ lại, có mẹ rồi, có bố rồi thì mình đâu cần phải vận động não nhiều. Cô Lanh kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé. Đó là khi mà cô Lanh gặp một anh ấy làm ở ngân hàng, và anh ấy cũng làm sếp ở ngân hàng. Thì một cái hôm mà vợ anh ấy giới thiệu, lần đầu tiên cô Lanh gặp anh ấy thì vợ anh ấy giới thiệu đây là cô Lanh, và ngày xưa thì cô Lanh có dạy toán. Thì anh ấy cảm giác như là mở cờ trong bụng ấy, anh ấy vui lắm, anh bảo chứ ôi ôi may quá gặp cô Lanh ở đây. Anh đang bí một cái bài toán mà con anh hỏi hàng tuần nay rồi anh chưa giải được, anh lên Google tìm mọi cách mà anh chưa có tìm được. Thì may quá hôm nay gặp cô Lanh ở đây. Thế thì cô Lanh hỏi là thế anh vẫn thường kèm con học như thế nào? Thì anh nói là những bài nào khó, những bài nào mà con không làm được thì con hỏi anh, và anh làm được thì anh bảo con luôn. Còn nếu anh không làm được thì anh sẽ lên Google anh search. Đôi khi anh còn điện hỏi cô giáo để anh dạy lại cho con. Thì bao nhiêu trong số bố mẹ sẵn sàng làm cái điều đấy vì con? Nếu như bạn mà đang làm như vậy là bạn đang hại con mình đấy. Bạn đang thật sự hại con mình đấy. Trong cái hành trình học, đương nhiên có những bài không hiểu. Trong cái hành trình học, đương nhiên có những bài sẽ khó khăn. Và trong cái hành trình học thì không thể nào mà có thể nuột nà từ trên xuống dưới, đúng không ạ? Và chính vì thế mà việc con không hiểu bài thì con cần phải suy nghĩ, con cần phải xem lại, con cần phải hỏi cô hay con cần phải hỏi bạn. Chứ không phải là cứ hơi động một tí không biết làm là bố và mẹ có thể giải được cho con. Như vậy thì sẽ hình thành nên một cái con người bị động. Hình thành nên một cái con người bị động. Một cái con người mà không có cái khả năng vượt khó. Hơi khó thì đã đi tìm nguồn lực bên ngoài hỗ trợ rồi, thì làm sao khai thác được cái khả năng tuyệt vời bên trong mình? Làm sao biết mình có thể nghĩ ra hay không? Phải cho con thời gian nghĩ 5 phút, nghĩ 10 phút, nghĩ 20 phút trước. Chứ không thể nào bố mẹ bảo ngay cho con được. Thậm chí là cô Lanh gặp những cái trường hợp như thế này. Có những bố mẹ ấy, con mà là viết sai ấy, bố mẹ sẵn sàng tẩy 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 cho con cho nó nhanh. Không phải nó cho nó tẩy thì đến bao giờ nó mới tẩy xong. Đấy, làm sẵn đến cấp độ như vậy thì cuối cùng dẫn đến con bạn không bao giờ trưởng thành được. Không bao giờ trưởng thành được những đứa trẻ như vậy. Và bạn thì chỉ có thể theo con bạn đến lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, bạn còn sức để theo con bạn được không? Bạn bắt buộc bạn phải buông ra. Và khi đấy bạn buông ra thì đứa trẻ của bạn nó bị choáng choáng. Và những đứa trẻ mà bị choáng choáng thế, không quen bằng đi bằng đôi chân của mình, thì chắc chắn sẽ rất là dễ bị ngã gục. Và lên lớp 2, lên cấp 2 thì nhiều bạn bị đuối hơn hẳn so với cái cấp 1 là vì như vậy đấy ạ. Chính vì thế mà bây giờ giải pháp sẽ là chúng ta tự giải phóng mình. Đừng có ngồi kè kè bên con bạn nữa. Nhiệm vụ của bạn không phải là ngồi kè kè bên con để học cùng con đâu, mà nhiệm vụ của bạn khác cơ. Bây giờ cô Lanh sẽ chia sẻ cho bạn nhiệm vụ của bạn là gì này. Nhiệm vụ của bạn đấy chính là truyền cảm hứng cho con. Trong rất là nhiều lần ở cái hành trình mà con của cô Lanh học, thì có những phụ huynh sẽ nói là bởi vì là bố mẹ làm thầy cô giáo nên là con đâu có cần phải học thêm, vì có bố mẹ dạy rồi. Thì bạn ấy luôn trả lời một câu là không, bố mẹ cháu chẳng bao giờ dạy cháu cả. Lần nào cháu ra hỏi, bố mẹ cháu cũng trả lời một câu hỏi duy nhất, đấy là
con gái mẹ giỏi lắm, mẹ tin con làm được, nghĩ tiếp đi con. Sau đó thì 5 phút bạn ấy nghĩ không ra, thì lại chạy ra hỏi, thì lại nhận được câu trả lời là con gái mẹ giỏi lắm, mẹ tin con làm được, con thật là tuyệt vời, nghĩ tiếp đi con. Và rồi nếu bạn ấy không nghĩ ra thì bạn ấy phải nhờ cô giáo hoặc là nhờ bạn bè khác, chứ không phải là bố mẹ. Bởi vì chúng ta không thể nào chúng ta có thể dạy cho con mình được cái phần mà chúng ta đâu có trải qua nhiều, học nhiều đâu, đúng không ạ? Không có dành nhiều tâm sức, chúng ta không thể nào bao quát hết được, mà chỉ có cô giáo và bạn bè thì như thế dạy con thêm sự tương tác nữa. Và chúng ta có 8 loại hình thông minh. Thông minh về logic là văn toán đấy. Thông minh về thiên nhiên, thông minh về vận động, thông minh về ngôn ngữ, thông minh về hội họa. Có rất nhiều các loại hình thông minh. Và về cơ bản là đứa trẻ nào cũng là thiên tài của một lĩnh vực nào đó. Có thể con bạn không giỏi về toán, nhưng có thể giỏi về văn hay lịch sử. Có thể giỏi về vận động hay giỏi về hội họa. Tất cả những cái điều đấy đều trở nên tuyệt vời khi chúng ta biết cách khai thác chúng. Và về cơ bản thì cái lượng neuron thần kinh ở não bộ của mỗi người là xem nhau, tức là giống nhau. Về cơ bản là như vậy. Thế nhưng quan trọng nó phân bố ở cái vùng nào, thì con bạn có thế mạnh ở cái vùng nào. Nên đừng bao giờ nghĩ là cái đứa trẻ của mình không làm được. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Con bạn cực kỳ giỏi, cực kỳ thông minh và rất thiên tài và rất sáng tạo. Bởi vì trẻ con cực kỳ tò mò. Như khi mình ngồi kè kè ở đây, mình ngồi kè kè ở bên cạnh con, thì tự nhiên làm cho cái đứa trẻ cảm thấy có cái con mắt quan sát mình, cảm thấy có người nào đó đang soi mình, và cảm thấy có cái điều gì đấy nó bất an, nó không được an toàn. Nên là cái sự sáng tạo sẽ không bao giờ được bộc lộ ra hết. Cái sự thiên tài của con cũng không được bộc lộ ra. Nên hãy giải phóng cho mình và giải phóng cho con của bạn nhé. Vậy nhiệm vụ của bạn đấy chính là hãy truyền cảm hứng cho con, hãy ghi nhận con, hãy truyền cảm hứng cho con, hãy ghi nhận con, hãy khen ngợi con để con thích thú cho cái việc học. Hãy giải thích cho con tại sao con cần phải học môn này, tại sao con cần phải học môn kia. Và đồng thời hãy đồng hành cùng con trong việc giao tiếp với thầy cô, giao tiếp với bạn bè để con có được cái tri thức phong phú hơn. Và bạn thêm một nhiệm vụ nữa, đấy là dạy con biết cách chấp nhận thất bại. Đôi khi tự con làm, con bị điểm kém. Bạn đừng quá căng thẳng về điều đấy, cũng bình thường thôi mà. Bởi vì cuộc đời mình cũng thế, để lên đến một cái nấc thang cao hơn thì bạn đã từng ngã giấm ngã rụi rồi, thì bạn mới lên được nấc thang cao hơn. Nên là cái việc con của mình điểm thấp, con của mình thất bại trong 1-2 bài toán, con của mình thất bại trong 1-2 bài văn, nó cũng là chuyện rất bình thường. Và hãy dạy con của mình là điều này là điều bình thường con ạ. Và trên cái con đường thành công thì mình vấp ngã là chuyện bình thường. Và bây giờ con rút ra bài học gì từ đây để lần sau con không như thế nữa. Và như vậy con bạn biết cách chấp nhận thất bại để làm cái động lực để bứt phá đi lên. Đấy chính là nhiệm vụ của bạn. Hãy dừng ngay việc ngồi kè kè bên cạnh con học nhé. Hãy giải phóng chính mình và con của bạn.